rồi là khi chúng ta sử dụng phần lòng bàn tay thì cái phần tác động rất là rộng, các khối làm tác dụng vào toàn bộ các khối cơ ở hai bên cuộc sống. Bây giờ thì mình sẽ tác động vào một cái phần nhỏ hơn đó, đó là những cái điểm hai bên cuộc sống, trong hai bên cuộc sống. Và chúng ta sử dụng một cái để tác động, chúng ta sẽ ấn từ vùng thắt lưng lên trên tới cái cổ là như này. Chú ý là bàn tay chúng ta có thể làm đi làm lại nhiều lần. Thì đây là tác rất là chuẩn chỉ. Những cuộc sống như đau lưng hóa, đau lưng ngồi lâu, đau lưng đạp sai tư thế, những cơn đau cấp, đau lưng cấp, đau cổ vai gáy cấp thì hoàn toàn có thể làm được cái này. Đây là những tác rất tuyệt vời giúp tăng lưu thông các mạch máu, điều hòa thần kinh, điều hòa các cái hóc môn nội tiết. Tất nhiên để tăng cái tác dụng của tác, chúng ta phải ấn và giữ. Hôm nay tôi đang ấn và giữ ở ngang vùng thắt lưng. Chúng ta có thể dùng nắp thêm rất là dễ chịu. Tất nhiên chúng ta sẽ không nên ấn quá lâu, vì như vậy sẽ gây khó thở cho người được massage. Chúng ta giữ khoảng 5 đến 10 giây để điều chỉnh cảm giác.